Bài này chúng ta sẽ nói về màu sắc trong Blender ở mức độ cơ bản nhất. Tôi mở Blender lên. Chúng ta đang có một khối hình lập phương như thế này. Tôi nhân bản lên, tôi nhấn Shift D. Nhấn Shift D có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái khối mới ha. Rồi tôi chọn ở đây. Chúng ta nhấn Shift D tiếp. Chúng ta nhấn Control để chúng ta snap nó bên đây. Ha, như vậy chúng ta có ba khối. Bây giờ tôi đổi màu một khối. Tôi lấy ví dụ tôi đổi màu khối này. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta thấy là nó có một cái nguyên liệu sẵn có là material. Cái này cũng vậy luôn, cái này cũng vậy luôn. Như là ba cái này dùng chung một cái màu là material. Tôi đổi màu này, tôi cho nó màu xanh, tôi lấy ví dụ như vậy. Thì lúc bây giờ khi mà bạn chuyển qua chế độ màu á, ở đây nè, chúng ta chuyển qua chế độ chất liệu nè, chúng ta bấm vào đây thì ba cái đều màu xanh hết, bởi vì chúng ta không chỉ đổi màu một cục mà chúng ta đổi màu cái material này. Như vậy ba khối này nó đều cùng một cái material, thành ra nó sẽ thay đổi một lượt giống như vậy ha. Nếu như bạn không muốn cái màu này nó cũng giống màu xanh như vậy, muốn màu khác, thì chúng ta ngắt kết nối nó, ngắt kết nối so với cái material này đi. Bấm vào đây chúng ta ngắt kết nối nó đi, chúng ta tạo cho nó một cái material mới. Tôi lấy ví dụ như chúng ta cho màu lục. Rồi ở đây cũng vậy, chúng ta ngắt kết nối đi, rồi chúng ta tạo ra một cái material mới, chúng ta cho màu vàng. Tôi lấy ví dụ như vậy ha. Như vậy thì ở đây chúng ta đã có màu vàng, màu lục và màu xanh. Đó. Và bây giờ cái màu xanh này, nếu các bạn muốn lấy là cái màu vàng này, thì chúng ta có thể tạo mới, hoặc là bạn sử dụng cái màu vàng này đang có sẵn. Ha, đang có sẵn. Khi chúng ta tạo nó nằm ở đây nè. Đây, chúng ta sử dụng cái màu vàng này. Để cái này chúng ta cũng có thể sử dụng lại cái màu xanh này. Ha, ví dụ như vậy. Rồi, đó là chúng ta link cái nguyên liệu, cái màu sắc từ cái danh sách này. Ha, mà bạn cũng có thể là ví dụ đang danh sách này nè, bạn có thể ráp cái này bỏ lên đây. Ráp cái này bỏ lên đây. Ha, đó là cách thứ hai. Còn cách thứ ba đó, ví dụ như trường hợp mà tôi muốn cái này nè. Nó lấy màu của cái này giống cái này, thì thay vì chọn trong danh sách hoặc là ráp, thì chúng ta có thể là link nó. Tôi đang chọn cái cục này và tôi muốn cục này nó có màu xanh dương. Tôi chọn nó và tôi nhấn Shift, tôi chọn cái cục màu xanh dương. Như vậy là trong cái hai cái chọn này thì màu xanh dương này nó đang active. Nó có màu sáng nè, còn anh này có màu cam đậm nè. Như vậy ở đây chúng ta vào cái object, chúng ta chọn cái link and transfer data, chúng ta chọn cái link material. Rồi như vậy thì anh này sẽ link của anh này và nó đang lấy cái màu của màu xanh dương đây là cái material. Rồi. Đó là chúng ta link và ngắt kết nối ha, cái nguyên liệu. Bây giờ tôi bỏ cái này đi, tôi nhấn Shift A để tôi thêm cái hình trụ ha, hình trụ. Rồi tôi nhấn Shift A để tôi thêm một cái hình cầu. Hình cầu này tôi cho nó lớn lớn chút xíu, 2.5, tôi cho lớn chút xíu ha. Rồi, ok. Hình trụ này tôi có thể lấy màu sắc ở đây cũng được. Ví dụ như vậy, lấy màu sắc ở trong này cũng được. Hoặc là chúng ta muốn tạo màu mới cho nó, chúng ta có thể chọn. Và chúng ta ngắt kết nối nè, chúng ta tạo màu mới cho nó. Thì bây giờ tôi sẽ đặt cái màu mới này, tôi sẽ đặt là Cylinder. Cylinder Color. Ví dụ như vậy, Cylinder Color. Rồi, ở đây tôi sẽ cho nó một cái màu mới. Như vậy nó có một cái tên mới rồi ha. Có một cái màu mới, có một cái tên mới. Tôi cho màu cam. Rồi, ví dụ như cái này cũng vậy. Tôi không có muốn sử dụng cái MGO02 này. Tôi ngắt kết nối đi. Tôi tạo một cái nguyên liệu mới. Đó là Sphere Color. Ví dụ như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ cho nó một cái màu gì đó. Mình đổi màu gì đó. Tôi cho nó màu tím. Vậy ha. Rồi, ok. Như vậy thì ở đây chúng ta đã có thêm cái phần màu này. Như vậy thì danh sách nó dày ra. Và những cái màu cũ nè, cái MGO001, MGO002 là chúng ta không dùng tới, nhưng bạn không biết cách nào để click nó, bỏ nó, để cho nó ngắn cái danh sách này lại ha. Trong trường hợp nó quá nhiều thì chúng ta vào đây, chúng ta chọn cái Blender file, chúng ta mở cái material. Chúng ta sẽ thấy những cái file đó nằm ở đây. Bây giờ bạn chọn những cái nào mà không dùng tới. Tôi lấy ví dụ như là cái 001 và 002 không dùng tới nè.
ha. Rồi chúng ta bấm bên phải và chúng ta delete đi. Như vậy thì trong danh sách nó sẽ không còn xuất hiện trong danh sách nữa. Đó là chúng ta thao tác cơ bản màu sắc trong Blender.